đồn biên phòng Lạch Kèn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phát hiện bắt giữ hai tàu mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An đang đánh bắt bằng giã cào sai quy định. Trong khi tuần tra trên biển đồn biên phòng Lạch Kèn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ tàu cá NA90482TS do Trần Văn Hùng sinh năm 1983 cùng 5 thuyền viên và tàu cá NA90503TS do Lê Văn Lợi sinh năm 1977 làm chủ. Cả hai chủ tàu và các thuyền viên của hai tàu đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.